các bạn thấy cái bánh tét chuối rất là dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh. À, ở đây thì là có cách ra làm hai, thử một cái nè, ở trong cái nhân bánh rất là tròn luôn nè các bạn. À, mà đỏ ao à, nhìn thấy cái trái chuối bên trong đỏ ao, các bạn thấy đẹp không? Màu hồng đẹp nên dễ sợ luôn. Hello, chào các bạn. Hôm nay thì là sẽ chia sẻ với các bạn cái món bánh tét chuối. Rất là đơn giản, dễ làm. Mình có thể làm lúc bất cứ lúc nào cũng được, không cần phải đợi ngày Tết. Hôm nay Taylor sẽ làm một cái version nhỏ nhỏ, cái mini bánh tét chuối. Thì nguyên liệu các bạn thì Taylor chuẩn bị là 4 chén nếp mình ngâm qua đêm. Cái này là nếp Thái Taylor ngâm qua đêm nha. Rồi mình để cho nó ráo. Rồi xong, rồi chuối thì mình tùy theo mình. À, mình muốn làm bao nhiêu, mỗi cái bánh tét chuối thì là chỉ là một cái chuối thôi, hình như nó nhỏ nhỏ giống gì đây. Rồi thì ở đây thì là có thêm đậu đen á các bạn, cái này thì là mua đậu đen ở trong cái lon nó bán sẵn đó. Nếu không thì các bạn cũng có thể ngâm đậu đen rồi mình nấu đậu đen cho nó mềm, rồi bỏ vô cũng được. Cái này tùy theo các bạn, nếu các bạn thích thì các bạn bỏ vô, nhưng mà thì là thấy bỏ vô thì cái bánh tét chuối của mình nó đẹp hơn. Thì ở đây là lá chuối nè các bạn. Lá chuối này thì mình có thể mua chợ Việt Nam trong tủ đá các bạn. Rồi mình về mình xả đá khoảng chừng 5-10 phút gì đó. Rồi nó hơi ra đá rồi đó, cái mình gỡ ra từ từ, mình cắt cái miếng cỡ nhỏ nhỏ giống như mình làm bánh tét thì mình cắt cái miếng cỡ nó lớn đây. Rồi thì là sẽ dùng thêm 400ml nước cốt dừa các bạn. Cái lon này là 400ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa loại cream á thì nó đặc đặc giống như nè các bạn. Rồi để bắt đầu thì mình sẽ bỏ cái nếp tây vào đây, mình rang cho cái mình sơn với lại nước cốt dừa nè các bạn, cho cái nếp của mình nó dễ chín. Rồi đây các bạn, hay là sẽ đổ nước cốt dừa này vào cái chảo này nha, hay là sẽ bỏ vào một muỗng cà phê muối, cái này nửa muỗng, một muỗng nè các bạn. Rồi cái nước cốt này chuẩn bị sôi nè các bạn. Khi mà nước cốt sôi á thì Thi Lợi sẽ bỏ nếp vào mình xào chung. Rồi các bạn, mình sẽ đổ nếp vào đây. Mình xào cái nếp này tới khi nào mà cái nước cốt dừa nó thấm vào hết nếp luôn các bạn, thì lúc đó mình sẽ bỏ thêm cái nước đường trong cái chuối nó ra các bạn. Đây, bây giờ các bạn thấy là cái nếp nước cốt dừa nó rút vô nếp rồi nè các bạn. Bây giờ nó ráo hơn rồi nè. Mình sẽ là dẫn xào cho cái nếp nó từ từ nó ráo hơn nha các bạn. Bây giờ nó cũng vẫn còn hơi có nước chấm nè. Rồi thì là quên nói cái chuối này các bạn, cái chuối này là chuối sứ hoặc là chuối xiêm. Thì là mua về mình lột hết vỏ, mình bỏ 120g đường vô đây, rồi xong rồi mình để ngâm cái đường này trong cái chuối qua đêm á các bạn. Rồi mình ngâm cái đường trong cái chuối qua đêm á thì cái màu chuối nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì là đổ miếng nước chuối vào cái nếp của mình nè, để cho nó cái nếp nó thơm luôn mùi chuối. Rồi nè các bạn, bây giờ cái nếp của mình đã nó hơi trong trong lại nè các bạn. Rồi thêm cái nước cốt dừa thì nó thấm vào hết nếp rồi. Bây giờ mình sẽ tắt lửa và mình sẽ trộn cái đậu đen này vô cái nếp. Mình lấy cái đũa mình xới ra sơ sơ thôi các bạn. Mình đừng có làm mạnh quá, cái đậu đen nó bể ra thì nó không có đẹp. Và mình bỏ thêm tí nữa. Có một hộp bị bể.
Rồi đây các bạn, thì là có một miếng lá chuối to ở dưới, rồi mình lấy thêm một miếng lá chuối nhỏ nha. Còn cái miếng kiến giấy thực phẩm này á, thì Taylor sẽ dùng để mình nặn cái bánh trước khi mà mình bỏ vô cái lá chuối. Ở đây Taylor sẽ múc vừa đủ để lên cái miếng này. Cái miếng này thì khi mình bỏ lên cái miếng này á, mình nắn cái bánh á, nó dễ lắm các bạn, nó không có bị dính. Mình làm cho nó vừa đủ một trái chuối. Rồi ở đây thì là sẽ lấy một trái chuối thì là bỏ lên. Rồi mình sẽ dùng cái dây thực phẩm này mình bó lại. Rồi sau khi mình thấy cái bánh nó tròn, nó đều hết rồi các bạn, rồi mình lấy ra, mình sẽ để lên lá chuối giống gì đây. Rồi mình ép nó lại bằng lá chuối nha. Rồi mình sẽ cầm lên giống gì đây, mình sẽ gấp nó lại, cái miếng trên này nè, mình gấp nó lại cho nó sát luôn với chuối nha các bạn. Rồi mình xếp nó vào đây. Rồi lúc này thì mình có thể dùng dây ni lông, mình buộc sơ, mình buộc tạm để cho cái bánh của mình nó đừng có bị gớt ra các bạn. Rồi cái này nó dài quá thì mình cắt bớt các bạn, để cho mình thấy để cái bánh nó nằm ở đâu á. Này các bạn có thấy nhìn cái bánh nè. Rồi lúc này thì mình làm xếp lại tạm thời một cái đầu trước nha các bạn. Mình xếp lên một bớ nè, rồi sau này mình xếp lại, mình để đứng lên, mình dọn nó xuống. Ở đầu này cũng vậy, mình cắt nha. Rồi mình sẽ lấy cái muỗng, mình ấn nó xuống cho nó đều. Rồi sau đó mình sẽ xếp cái lá chuối này vô, mình bẻ qua. Rồi, ở đầu này mình cũng sửa lại cái đầu này. Rồi bên này mình xếp lại giống như cái đầu kia nha các bạn. Bẻ qua, xong rồi mình bẻ lại. Rồi sau đó mình lấy cái miếng, cái dây tạm thời ra nè. Rồi mình lấy cắt hai mấy cái miếng lá chuối nhỏ các bạn, cho vừa đủ cái độ sau của cái bánh nè. Mình bẻ lại ở trên, rồi mình làm giống như vậy cho bên cái đầu bên này, để ngược lại. Rồi lúc này mình có thể buộc dây tạm thời nha các bạn, để mình làm cái đầu bên kia luôn, và mình buộc chặt. Rồi mình cũng buộc chặt lại luôn. Đây mình có cái bánh chuối rất là xinh. Rồi mình tiếp tục làm mấy cái còn lại khi nào mà hết nếp với chuối thôi nha các bạn. Rất là xinh luôn. Rồi đây nè các bạn, thì là làm được 9 cây bánh tét mini. Rất là dễ thương. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào cái nồi áp suất này nè các bạn, cái nồi nấu nhanh của Taylor nè. Mình để cái dĩ ở trong đây, cái nồi này nó có thêm cái dĩ nữa nè. Mình để đây, mình để vô, và mình chắc mấy cái bánh tét vô nha. Mình chắc mấy cái cọng dây cho nó đứng lên, cho nó nằm ở trên, tại vì khi mình lấy ra mình có cọng dây mình nắm nó dễ. Mình dựng đứng lên nó vậy nè. Mình chắc vô hết cái nồi này nè các bạn, vừa đúng luôn á các bạn. Wow, perfect.
Rồi mình đang nấu nước sôi. Khi nước sôi thì mình đổ vô đây. Rồi thay là đổ nước nóng vô đây. Cái nồi này, cái nồi pressure cook là áp suất đó các bạn, cho nên mình đổ phần nửa nước. Còn cái phần nửa kia còn lại thì nó khi mình nấu áp suất thì nó sẽ dâng lên là đủ nóng, đủ độ nóng rồi các bạn. Rồi bây giờ thay là bấm chế độ hấp nè các bạn, steam là hấp nè. Mình sẽ để high pressure, mình sẽ chỉnh thời gian là 60 phút. Đây nè các bạn, bánh bây giờ đã chín rồi sau khi một tiếng nấu trong nồi áp suất. Bánh chín, bây giờ thay là lấy ra thay là rửa nước lạnh nha các bạn. Rửa nước lạnh thiệt lạnh, rồi bánh nguội mình mới ăn được. Đây là thành phẩm bánh tét chuối mini của Taylor ngày hôm nay nè các bạn. Các bạn thấy cái bánh tét chuối rất là dễ thương, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Ở đây Taylor có cắt ra làm hai, thử một cái nè. Ở trong cái nhân bánh rất là tròn luôn nè các bạn. Mà đỏ ao, mà nhìn thấy cái trái chuối bên trong đỏ ao, các bạn thấy đẹp không? Màu hồng đẹp dễ sợ luôn. Wow, các bạn thấy dễ thương, vừa đẹp vừa dễ thương. Các bạn nhìn thấy cái nếp thì rất là mịn, bóng. Các bạn nhìn là biết dẻo rồi. Dẻo rất ngon nha các bạn. Wow, dễ thương quá. Đây. Wow. Ở trong đó khi mà mình nấu á các bạn, cái chuối á, cái bột đầu á, nó ở dưới á, nó bị ép nè, cho nên nó giờ nó, cái bột dây á, nó còn đầu bự đầu nhỏ. Nhưng mà cái bánh này nhìn rất là ngon ha các bạn ha. Nhìn nè. Nhìn thấy dẻo dễ sợ luôn. Cái đậu thì nó chia ra đầy đủ nè, nó không có bị chỗ ít chỗ nhiều. Thôi là cắt ra phân nửa nha. Mình làm mỗi trái chuối giống vậy thì cái bánh của mình ăn không có bị ngán. Mỗi người ăn một trái. Rồi các bạn thấy là bên trong chuối của mình rất là đỏ luôn, rất là đẹp luôn nè. Wow. Đó các bạn thấy không? Wow, thì là xay quần cái này qua luôn nè. Đó, chuối rất là đỏ, rất là đẹp ha. Đây các bạn, bây giờ mình ăn thử nha. Thử coi cái bánh của mình đó. Wow, khi mình sắn xuống là các bạn thấy cái nếp nó dẻo ha. Dẻo mà nó mềm nữa nè. Nếp ăn rất là ngon, ngọt ngọt, thơm mùi chuối. Tại khi mình nấu cái nếp đó các bạn, mình có bỏ cái nước chuối vô, cho nên cái bọt bánh, cái nếp ở ngoài đó, nó thơm, nó béo, nó thơm mùi chuối từ trên bên trong ra ngoài luôn. Wow, còn cái chuối thì nó ngọt ngọt, khi mà mình cắn vô cái độ béo của nếp với lại cái chuối rất là ngon. Wow, cái này ăn hấp dẫn các bạn. Nó vừa xinh xinh nhỏ nhỏ mà vừa ngon nữa. Wow, các bạn thấy đẹp ha. Cái bánh này thì làm rất nhanh các bạn. Mình nếu mà mình có cái nồi áp suất á, mình nấu trong vòng 1 tiếng, không cần phải đổ thêm nước, không cần chế thêm nước gì hết. 1 tiếng sau mình lấy ra mình rửa để nguội là ăn được các bạn. Rất là tiện. Nếu mà các bạn có thêm cái nồi áp suất đó, nếu không thì mình phải nấu trong cái nồi kia 2-3 tiếng. Rồi thay là mong rằng các bạn thích cái bánh tét chuối mini của Taylor ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thích, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm subscribe ở dưới cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye.